Em à, hết rồi, hết thật rồi. Tai nạn đã cướp mất đi em tôi. Rồi một ngày, anh nhìn lại thế giới nơi này, chỉ mình tôi. Cuộc sống là những cơn sóng dữ, nó cứ xô rồi cứ ngã. Rồi chính anh nhận lấy nỗi đau đằng sau những ngày qua. Anh buông tay cũng có nghĩa là anh phải bỏ cuộc, mà là anh quá mệt mỏi những cái ngày anh say trong thuốc. Anh đang gắn mấy khi phó thác tình yêu đó lại lấy cực lạc với tao đầy bài phố tim nếu quá tình nguyên người khác xô đi bài nhạc nơi này. Nơi này anh ngước nhìn lên trời cao, khoảng cách của ta xa thật sâu, hai thế giới một tình yêu còn lại nơi này sẽ ra sao. Nhìn về phía trước nên chắc bước đứng mất nhãn nhược không đáng được. Những lúc anh tìm người thì người bên anh chẳng là em. Em đã đi xa mãi nay cuối con đường chỉ là đêm. Đôi lúc anh cần một khoảng lặng để anh nhìn lại chính mình, cứ mãi sống cho suy nghĩ, nhìn lại người thật của mình. Phía trước này ngược bước, con tim này không thể, còn lại những tồn tại, nỗi đau này không thể. Phía trước này ngược bước, con tim này không thể, tồn tại còn lại, nỗi đau này không thể khống chế. Anh đi trong màn đêm một mình, anh bước trên con phố quen. Nay đã qua em đã không còn sát vai. Đi trên con đường xưa một mình anh bước không ai đón đưa. Anh tự hỏi lòng rằng em đã đang ở nơi nào. Một mình đông bước dưới đêm, anh càng thêm lạnh buốt con tim này. Đau đớn vì nhớ quen với thứ cảm giác mờ nhạt, chắc có lẽ đó là tâm bệnh. Dù anh biết rõ chuyện tình ta một năm về trước đã kết thúc, nhưng sao anh vẫn không thể buông xuống để bắt đầu thì kết thúc. Vẫn cứ cố chấp tìm kiếm ảo giác về em qua những lời nhạc. Anh ghét hiện tại vì anh và em đã thuộc về hai thế giới khác. Anh chỉ muốn hát thật to hỏi ông trời có phải đang muốn chê anh để anh gặp em rồi lại cướp em về xác thịt đời anh. Anh cũng không biết là mình nên phải làm gì để có thể khống chế bản thân. Ngưng nghĩ đến em trong tâm trí, anh xin lỗi anh không thể giả vờ đã quên được em. Anh không thể nào bước tiếp đến nơi mà anh cần bước đến để đón nhận một cuộc tình mới. Trong khi ngực trái vẫn còn nhói, nơi cho anh lựa chọn là anh vẫn chọn cách trốn tránh. Dù mòn mỏi được và mất đã giúp anh trải qua những giới hạn của cảm xúc. Đối với anh em mãi có một vị trí không ai có thể thay thế trong tim. Trong lòng em luôn có anh chạy lại.